tác của Chipu và Amber được fan ghi lại khi cùng quay tập mới của chương trình Hương vị Trung Hoa, khiến hội đẩy thuyền phấn khích. Tạo hình của Chipu ghi hình cho tập mới của chương trình Hương vị Trung Hoa được fan chụp lại, cô mặc áo sơ mi đỏ phối cùng quần jean ống loe, mái tóc ngắn đeo bờm cùng tông áo, người khâm mộ cho rằng nhan sắc đã cứu sống set đồ này của Chipu. Sợi dây xích được phối ở đai quần không làm set đồ của Chipu nổi bật hơn mà lại trông rất sườm già. Từ những lần tạo hình trước đến hiện tại, nhiều khán giả nhận định tạo hình của Chipu trong Hương vị Trung Hoa kém xa so với thời cô ghi hình cho đạp gió 2023, không cần đồ lên sân khấu, đồ tập luyện, hậu trường cũng đủ ăn đứt cho outfit đã xuất hiện tại hương vị Trung Hoa. Bỏ qua chuyện phối đồ không đẹp mắt, fan đề thuyền Chiber, Chipu, Amber đang cảm thấy rất thích thú với những tương tác của hai nữ ca sĩ. Chipu và Amber luôn sát cánh bên nhau trong tập ghi hình mới, khoảnh khắc cả hai đùa nghịch đuổi bắt khiến fan Doom Thái Vân Chi Nam dần dần. Hiện tại, hương vị Trung Hoa được chia làm hai trạng, trạng 1 sang khách mời gồm Chipu, Ella, Amber, Thái Trắc Nghi, Ngô Thiến, Cung Lâm Na ở trạng hai có chipu cung lâm na thái thiếu phân ngô thiến Thái Trắc Nghi, Ngô Hân, Chipu cùng với Ella, Amber và Ngô Hân đã có buổi live stream để quảng bá cho chương trình trước ngày hương vị Trung Hoa lên sóng. Mới đây, mà xã hội chia sẻ đoạn clip Chipu lập vào ống kính của team qua đường khi ở Trung Quốc. Theo đó, xuất hiện trong video, cùng với xét đồ mà Chipu diện khi quay hương vị Trung Hoa, Chipu vô cùng thân thiện, vẫy tay chào lại fan, sau đó mới theo hướng dẫn của ekip tham gia các hoạt động với các tỷ tỷ khác. Bên cạnh đó, nhan sắc của Chipu trong đoạn clip gây chú ý không kém, dù lập vào camera thường với bộ bộ outfit không được đánh giá giá cao, thế nhưng Chipu vẫn giữ được vi rùa dạng dỡ, xinh đẹp trong vài khoảnh khắc chung khung hình với các tỷ tỷ. Có thể thấy, Chipu khá nổi bật với gương mặt không góc chết. Bên dưới đoạn clip, các fan không tiếc lời khen có cánh dành cho nữ ca sĩ. Có thể thấy rằng, càng ngày Chipu càng trở nên nổi tiếng hơn ở thị trường Trung Quốc. Cô có nhiều fan hơn và cũng có nhiều hoạt động nghệ thuật tại đất nước tỷ dân này. Và đó cũng chính là kết quả khi mà nữ ca sĩ đã ghi điểm với fan quốc tế bằng nhan sắc xinh đẹp, phong độ ổn định qua các tập trong tỷ tỷ đạp gió dễ sóng, cùng với đó là sự chuyên nghiệp và thân thiện.